Xin chào các bạn. Hà Nội mỗi ngày lại lập một đỉnh dịch mới. Làm gì khi dịch đang bùng phát mạnh như thế? Thì mình chỉ lên vườn tâm sự ngắm nghía cây với rau thôi. Như các bạn có thể thấy đằng sau mình đây là dàn cà chua và đây là những cái chậu xà lách. Đấy, chậu xà lách mình trồng ra những cái can 6 lít, 5 lít cũ mình tận dụng lại. Trồng xà lách thì là dễ rồi, trồng vào cái cây những cái can này nó còn dễ hơn, tại vì nó có đáy tích nước bên dưới đây, 3 4 ngày mới phải thăm nom một lần chứ không phải chăm sóc gì nhiều, miễn là cung cấp đủ nước cho cây xà lách phát triển một cách bình thường đấy ạ. Hôm nay mình được bạn mình tặng một ít cây giống xà lách của Mỹ, nhìn trông rất đẹp. Nên mình cũng trồng luôn ra những cái can 5 lít như thế này. Đây, cây to, cây bé. Đây là xà lách sư tử bình thường. Còn chút nữa mình sẽ trồng những cái cây xà lách Mỹ của bạn mình tặng sau. Thì thực sự là xà lách rất dễ trồng. Và trồng ra những cái can 5 lít tích nước như thế này thì nó lại càng dễ hơn, dễ chăm sóc hơn. Mời các bạn cùng xem và tham khảo video cách trồng xà lách ra những cái can 5 lít cũ này, tận dụng từ những can nhựa cũ, bình nước bỏ đi để bớt rác thải nhựa ra môi trường. Đây, như cái can 5 lít cũ này của mình vừa mới thu hoạch một cây xà lách xong, thì mình chỉ có xúc đất ra thôi, xong mình cho thêm một chút phân vào là mình lại trồng tiếp được luôn. Bởi vì là xà lách là trồng cũng rất là dễ nên không cần xử lý đất cầu kỳ nhiều. Các bạn cứ xúc khoảng 2 phần 3 chỗ đất ở trong cái can này ra. Xong như mình đây thì mình dùng phân gà viên nén. Các bạn có phân trùn hay là phân gì thì các bạn bỏ thêm vào. Như mình đây mình chỉ bỏ một tí, một tẹo như này thôi, gọi là cho nó có phân để nó phát triển thôi, chứ không không lên cho quá nhiều, cái gì quá nhiều không tốt. Và mình lại cho đất cũ mình phủ lên. Đất cũ của mình vẫn còn tơi xốp nên mình không cần trộn thêm một cái gì cả. Cái đất cũ của các bạn nếu mà bị lì quá hoặc là chắc quá thì các bạn trộn thêm một ít chấu hun hoặc là mùn dừa nghiền vào để cho đất nó tăng cái độ tơi xốp lên. Đất có tơi xốp thì rễ cây nó mới khỏe, nó mới phát triển tốt được. Và phân thì ở dưới, ở trên vẫn là đất cũ như bình thường. Rễ nó phát triển xong là tự rễ nó mò đi tìm phân, nó ăn phân, chứ mình lại trộn nhiều phân quá thì thành ra là phân đi tìm rễ chứ không phải là rễ đi tìm phân. Cây thì nhiều phân quá cây nó cũng chết sót, cây gì cũng thế thôi. Sau khi thêm phân vào đất xong thì các bạn tiến hành tưới ẩm. Tưới ẩm xong xong là các bạn để 2 3 hôm cho phân nó tan ra, hoặc là các bạn trồng ngay được, xà lách thì nó dễ mà. Đây, như mình tưới ẩm xong xong là mình trồng ngay đấy. Đây, xà lách của bạn mình tặng đây, cũng là thuộc hệ xà lách sư tử, nhưng mà xà lách này giống là giống của Mỹ, giống ngoại, khả năng nó sẽ to hơn. Xà lách này còn có khi nó cuộn như bắp cải. Sau khi tưới ẩm đất thì các bạn tiến hành trồng cây xà lách vào thôi. Trồng cây xà lách thì các bạn chú ý là trồng chỉ vùi phần gốc và rễ của nó xuống thôi. Các bạn đừng vùi cây sâu quá để cây nó còn ngóc lên nó phát triển, chứ vùi sâu quá là đất nó vùi vào cái ngọn non này của cây xà lách này đấy, thì nó sẽ gây thối ngọn và chết cây. Chú ý khi trồng là như thế thôi chứ không có gì cả. Xà lách thì quá là đơn giản, chẳng qua là mình cứ sáng tạo ra mỗi thứ một tí để cho tiết kiệm diện tích với những cái khu vườn nhà phố trồng giống như mình. Như những cái can nước cũ này thì
Có bạn thì bạn ấy treo lên giống mình, làm móc treo lên giống mình, hoặc là các bạn xếp thành hình bậc thang, hoặc là hình tháp, hoặc hình tròn. Cái giống Select Line này như ngoài Bắc mình trồng nữa, nó lạnh, nó càng lạnh nó càng cuốn như bắp cải, nhìn thích lắm. Không biết các bạn là xứ nóng có trồng được không, mình cũng chưa hỏi các bạn bạn trồng rau của mình ở trong Sài Gòn hoặc là các tỉnh miền Tây Nam Bộ xem có trồng cái loại này là có cuộn như ngoài Bắc không. Trồng thì trồng vào mùa cuối năm thì nó mát rồi thì nó dễ cuộn hơn. Kể cả các bạn ở trong ý các bạn vẫn trồng được bắp cải vào mùa cuối năm, mà cà chua các bạn vẫn trồng được. Mùa tháng 8 âm hàng năm là các bạn ấy trồng. Cái select này càng lạnh nó lại càng cuộn chặt, mà cuộn chặt thì nấu canh hoặc là nhúng lẩu, nấu canh thịt băm hoặc là giò sống, hoặc là nấu suông, nhúng suông ăn mát ruột. Đợt này mình cứ ở nhà mình trồng mấy cái cây linh tinh này cho đỡ buồn, chứ bây giờ Hà Nội suốt ngày lập đỉnh dịch này đến đỉnh dịch khác, thật sự là cũng không dám đi đâu, cũng không có không 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 có giống mới để chia sẻ cùng các bạn, nên mình cứ quay mấy cái này cho các bạn xem, thì bạn nào chưa xem thì mời các bạn tham khảo, tâm sự với mình ở dưới phần bình luận của video. Mình biết gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng làm đúng với tiêu chí ngon bổ rẻ của nhà nông. Trồng xong các bạn không thích để cuộn, các bạn muốn ăn thì các bạn cứ tỉa lá ăn dần cũng được. Cái xà lách này thì nó dễ, cứ tỉa lá ở dưới ăn, xong rồi lá ở trên nó lại lớn rồi mà. Cứ loanh quanh lúc nào cũng có rau ăn trong nhà. Trồng cây hoặc là trồng bất kể loại gì cũng thế thôi, mình trồng mình cứ hở cái ngọn non của nó lên là sống hết rồi mà. Đây, ấy là xong, nhằng cái trồng xong 20 chậu. 20 chậu này nó to lên là ăn cũng thoải mái đấy các bạn ạ. Trồng xong thì các bạn tiến hành phun sương giữ ẩm. Các bạn nhớ là chỉ phun sương giữ ẩm hàng ngày thôi nhé, chứ các bạn đừng tưới, tại vì là trước khi trồng mình đã tưới ẩm rồi. Cây con nó chỉ cần một lượng ẩm nhất định thôi, một nước nhất định để nó hút lên để nó giữ cây thôi, chứ không nên tưới quá nhiều. Các bạn tưới quá nhiều gây bẹp cây và cây nó làm bẹp ra, xong là có nghĩa là nó trong là nó chết thối. Nên là mình chỉ phun sương giữ ẩm hàng ngày thôi. Còn đất ẩm ẩm là ok, còn lúc nào cây nó lớn nó phát triển đất nó khô thì lúc ấy mình mới tưới. Nếu mà có nắng quá thì các bạn nên che cây vào, che mát cho cây khoảng 2-3 ngày, hoặc là ví dụ như là cây mình trồng trong cái can này thì mình có thể xếp vào chỗ mát 2-3 ngày, mình chăm sóc, mình phun sương giữ ẩm, hồi cây phát thì mình cho ra chỗ nắng, trồng chỗ nắng và ăn nắng như bình thường là ok, cây nó sẽ được nắng, nó phát triển mạnh mẽ ngay. Như cây non mình trồng xong thì mình cứ dúi vào chỗ mát, còn xong bắt đầu cây về sau nó phát triển bình thường rồi thì mình lại cho lên chỗ nhiều nắng để nó ăn nắng và phát triển, nó có ánh sáng mặt trời. Ánh nắng mặt trời thì cây nó quang hợp thì nó mới tốt, nó mới phát triển mạnh mẽ được. Và sau khi trồng cây đã bén rễ và phát triển mạnh mẽ giống như của mình đây, thì đến tầm này các bạn tiến hành pha loãng phân nước. Nhà các bạn nào sẵn phân nước gì thì các bạn tưới phân ý, nhưng mà các bạn cứ pha loãng ra 3 đến 5 ngày các bạn tưới một lần. Vì cái trồng cái xà lách này ra cái can cũ, những cái can nước cũ này rất là tiện, tại vì khi mình tưới phân nước ấy nó ăn không hết thì nó chảy xuống, nó tích ở dưới này, cây nó sẽ được ăn từ từ, cây nó sẽ rất tốt. Đây các bạn có thể thấy cây của mình
lúc nào cũng có một tẹo phân nước này ở dưới, phân nước rất loãng thôi nhá. Xong là cây là ăn dần, nhìn xà lách thì nó tốt mà, và rất dễ trồng. Đến tầm cây lớn và bắt đầu thu hoạch giống như của mình đây thì các bạn có thể tỉa những cái lá ở dưới này, các bạn ăn dần. Xong các bạn vẫn cứ chăm bón như bình thường, nó sẽ ra thêm lá ở trên này. Cái ưu điểm của xà lách sư tử này nó là thế, có thể tỉa lá ăn dần, không như xà lách cuộn. Xà lách cuộn thì nó cuộn tròn thành một cục rồi thì mình cắt cả cây, chứ mình không thể tỉa lá ăn dần, mình không thể ăn dè được. Đây cây của mình chờ gốc một đoạn đây, chắc hôm trước có ai lên tỉa lá ăn. Và cuối cùng mình xin được kết thúc video cách trồng xà lách của mình. Các bạn xem có chỗ nào không hiểu thì hãy để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận của video, mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi những video trên kênh của mình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.